Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, Realme GT Neo 5 SE lập kỷ lục. Chiếc Realme GT Neo 5 SE đã mở bán được 2 ngày và mới đây hãng đã công bố doanh số cao kỷ lục của chiếc smartphone này trong đợt mở bán đầu tiên. Theo thông tin được hãng chia sẻ trên Weibo, chiếc máy là mẫu smartphone bán chạy nhất trong lịch sử dòng GT Neo và doanh số bán hàng đa kênh vượt 100.000 chiếc trong ngày mở bán đầu tiên. Phiên bản được săn đón nhiều nhất là RAM 16GB, bộ nhớ trong 1TB và có giá khoảng 8,8 triệu đồng. Hiện tại ở Mobile City đã có sẵn Realme GT Neo 5 SE với đầy đủ phiên bản và cam kết giá cả phải chăng nhất thị trường. Đối thủ chính của sản phẩm này là chiếc Redmi Note 12 Turbo, dự kiến cũng sẽ sớm về hàng tại thị trường Việt Nam. Tin tức tiếp theo, số phận của chiếc máy được mệnh danh là sát thủ iPhone. Sau hơn một năm ra mắt thị trường, mẫu smartphone AIA T1 của Nga chỉ ghi nhận doanh số gần 1.000 chiếc. Cụ thể, từ thời điểm bán tháng 10 năm 2021, chỉ có 905 sản phẩm được bán ra tại thị trường Nga, chiếm 18% tổng số lượng máy xuất xưởng là 5.000 chiếc. Một số phận bi đát cho chiếc máy được giới chức Nga đánh giá là sự thay thế tiềm năng cho iPhone sau khi Apple quyết định rút khỏi thị trường Nga vào năm ngoái. Nhận định về doanh số đáng thất vọng, CEO của hãng nghiên cứu Telecom Daily cho rằng đây có thể là lỗi số liệu khi tương quan với tổng doanh số 24,5 triệu smartphone của thị trường Nga năm 2022. Hiện tại có khoảng 2.000 chiếc AIA T1 đang được sử dụng bởi lực lượng hành pháp và nhân viên của cơ quan năng lượng nguyên tử Nga. Phiên bản dành cho các tổ chức này sử dụng hệ điều hành Aurora của Nga, trong khi bản bán lẻ ra thị trường sử dụng Android 11. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, top 10 smartphone mạnh nhất hiện tại theo AnTuTu. AnTuTu mới đây đã công bố top 10 smartphone có điểm hiệu năng cao nhất tháng 3 vừa qua. Vì xử lý Snapdragon 8 Gen 2 tiếp tục thống trị bảng xếp hạng khi có mặt đến 9 trên 10 vị trí. Dù chỉ mới ra mắt nhưng Oppo Find X6 Pro đã chiếm ngôi đầu bảng. Bên cạnh phiên bản Pro, Oppo Find X6 chạy vi xử lý Dimensity 9200 cũng được có mặt trong bảng xếp hạng với vị trí thứ 5. Một cái tên mới xuất hiện trong top 10 lần này là Nubia Z50 Ultra ở vị trí thứ 9 với thiết kế cuốn hút cùng camera ẩn dưới màn hình. So với bảng xếp hạng hồi tháng 2, chỉ còn lại Red Magic 8 Pro Plus xếp thứ 2 và OnePlus 11 xếp thứ 3. Đối với top 10 smartphone cận cao cấp, bảng xếp hạng lần này có một số sự thay đổi đáng chú ý. Top 1 thuộc về Redmi Note 12 Turbo với vi xử lý Snapdragon 7 cộng Gen 2. Quyết định bỏ qua vi xử lý 7 cộng Gen 1 và 7 Gen 2 có vẻ như là nước đi sáng suốt của Qualcomm, khi 7 cộng Gen 2 đã mang đến hiệu năng vô cùng tuyệt vời. Con chip này đã đánh bại đối thủ trong cùng phân khúc của mình là MediaTek Dimensity 8200, vốn đã thống trị trong bảng xếp hạng này từ tháng trước. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.